Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách check những cái dự án mà nó đã lên sàn hoặc là lên Coin Market Cap hoặc là những cái dự án mà nó đã thành công rồi và nó có thực sự là nó đang airdrop hoặc là bounty hay không. Bởi vì có rất nhiều những cái dự án thật nhưng mà có nhiều người lợi dụng những cái dự án đó để họ làm ra những cái con bot để họ thu thập những cái thông tin và dữ liệu của chúng ta. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn check những cái dự án đó. Tôi lấy ví dụ một cái dự án là dự án GTO, thì ở đây tôi có viết là dự án GTO đã lên Coinmarketcap và lên Binance. Thì khi mà mình nhận được một cái kèo của ai đó ở trên mạng thì điều đầu tiên là mình lên Coinmarketcap đúng không ạ? Thì mình sẽ phải lên thì mình sẽ phải vào Coinmarketcap và mình gõ cái mã của cái dự án đó ra là GTO để mình kiểm tra. Thì sau đó thì bạn vào Coinmarketcap rồi thì có hai cách để bạn kiểm tra, một là bạn vào website của họ, hai là bạn vào social, tức là cái mạng xã hội của họ. Thì ở trên mạng xã hội này bạn có thể bấm vào đây để lên Twitter và bạn tìm kiếm những cái thông tin của họ trên Twitter xem là có đúng họ đang có airdrop hoặc là bounty không. Thì khi mình bấm vào social thì các bạn thấy đây là cái dòng thông báo của họ về cái chương trình bounty của họ đó, và họ đang có tặng thưởng cho những người chiến thắng. Tôi lấy ví dụ là như thế, thì mình có thể tìm kiếm những cái thông tin ở ngay trên cái trang của họ. Hoặc là cách thứ hai nữa là mình có thể vào trong những website của họ để mình xem là ở trên đó họ có nói gì về cái việc này không. Ở trên website này không nói gì. Mình có thể bấm vào trong Telegram của họ xem họ có thông báo gì ở trong đấy không. Đây, bài ghi của họ cũng nói này, Bounty Program này, follow này. Và mình sẽ nhận được về 100 người TO nếu như mình làm những cái nhiệm vụ này. Thì đây, thì mình có thể thì thông qua những cái như thế này mình có thể check được là dự án đó nó có thật hay là không, để chúng ta biết được đó. Thì đây là những cái dự án mà đã lên CoinMarketCap. Vậy thì những cái dự án mà đã chưa lên CoinMarketCap thì như thế nào? Thì tôi lại ví dụ cho các bạn là một cái dự án khác là BPTN. Dự án này thì chưa lên CoinMarketCap nhưng mà nó nói là nó đã lên trên sàn. Vậy thì để chúng ta check được xem có đúng là nó đã lên trên sàn hay không thì các bạn cần phải vào trang chủ của nó và các bạn tìm hiểu xem là nó đã lên được những cái sàn nào rồi. Thì cái cách dễ dàng nhất là chúng ta kéo vào những cái trang mạng xã hội của họ, ví dụ là Facebook, Twitter, Instagram hay là Telegram, thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên những cái trang mạng xã hội của nó. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta sẽ tìm kiếm ở trên Telegram. Thì chúng ta sẽ join vào trong Telegram của họ. Chúng ta sẽ tìm kiếm bằng nhiều nguồn. Ở đây là cái bài pin của họ này. Thì họ nói này, họ đang có lead trên trên những cái sàn này. Thì mình sẽ check từng sàn một. Đây nha các bạn nhé, họ nói là họ đã lên Livecoin rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên Livecoin để chúng ta xem là cái đồng này nó đã được niêm yết trên giấy chưa. Thì đồng này nó có tên là BPTN. Thì các bạn nhìn này, BPTN nó đã có cặp BTC và hiện nay đang có giá là như này. Như vậy là nó đã lên trên sàn Livecoin rồi. Thì việc nó lên những cái sàn khác thì có thể có khả năng. Và thứ hai nữa là cũng rất là nhanh thôi, nó cũng sẽ lên được trên CoinMarketCap và nó sẽ trở nên là một đồng coin có giá trị. Đúng không ạ? Và tiếp theo là chúng ta sẽ xác minh xem là cái dự án này ở đây nó nói là chúng ta sẽ phải nói chuyện với con bot này. Vậy thì chúng ta thử xem là cái con bot này với cả cái con bot này nó có phải là một hay không. Thì chúng ta vào chúng ta bấm vào cái chỗ tên này này, thì chúng ta copy cái đường link này, chúng ta copy ra một chỗ đó. Thế sau đó thì chúng ta mở con bot này ra. Đó, chúng ta mở ra. Đó, chúng ta bấm lên trên này. Chúng ta đã copy cái đường link này. Thế sau đó thì chúng ta lại paste nó vào đây. Như vậy là các bạn thấy là hai cái địa chỉ này trùng nhau. Như vậy là cái trang Aerobe này và cái trang chủ này nó là của một người. Được chưa? Tại vì nó đen nó gắn Telegram này. Và từ thằng này cũng ra cái Telegram đó. Đúng không ạ? Nếu như thằng này nó lừa đảo chẳng hạn thì tội gì nó phải gắn Telegram của thằng này, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có thể check được đây là dự án thật. Còn một kiểu airdrop nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý, cái kiểu này thì thường nó ít thôi. Thì cũng giới thiệu với các bạn luôn là cái cách check là ở đây ngày 16 tháng 4 tôi có giới thiệu với mọi người là con chờ X. Thì tôi ghi là nhận ngay 30 chờ đã lên trên CoinMarketCap. Thì nhiều bạn lầm tưởng rằng đây là một cái airdrop của thằng Tron. Thì rất nhiều bạn đã lên trên
trên này, nên trên Tron Official là cái trang Telegram chính thức của Tron và họ check ở trên này. Thì tôi cũng như vậy, tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng check ở trên này. Tôi gặp hẳn hai admin của Tron. Đây là một admin của Tron và tôi hỏi rằng đây có phải là cái chương trình của các bạn hay không, thì họ trả lời không, đây không phải là chương trình của tôi. Tuy nhiên thì cái dự án này là dự án của Hobby. Hobby họ mua đồng Tron và họ chạy airdrop cho họ nhằm mở rộng và để nhiều người biết hơn đến những cái sàn Hobby. Thì các bạn có thể check là bằng cách là các bạn lên trên sàn Hobby. Đây chính là cái địa chỉ chính thức của sàn Hobby. Thì sau đó thì bạn bấm vào trong cái Telegram, tại vì cái chương trình này ở Telegram mà. Các bạn mở Telegram ra. Thì khi bạn mở Telegram ra thì đây chính là cái giao diện trang Telegram của Hobby. Mình có thể tìm được những người mà đây admin này, mình có thể tìm được những người admin này, mình hỏi họ về cái airdrop nó. Thì các bạn thấy là đây là một admin của Hobby và tôi đã chat cả chị này. Và tôi hỏi bạn ấy là đây có phải là cái chương trình airdrop của Hobby không, thì bạn ấy trả lời là có. Tôi đã hỏi admin của chờ, họ nói rằng họ không có cái chương trình airdrop nào như thế này. Bạn nói sao về việc này? Tôi đã hỏi bạn ấy và tôi thì không thấy bạn trả lời. Nhưng mà sau đó thì tôi có quay trở lại đây và tôi hỏi và tôi đã được một admin ở đây trả lời là đây là cái chương trình riêng của Hobby và không liên quan gì đến Tron, bởi vì họ mua cái đồng Tron này chỉ là để làm cái giải thưởng dành cho những người tham gia airdrop của Hobby mà thôi. Như vậy là có rất nhiều bạn đã không check cái thông tin đúng hai chiều mà các bạn chỉ check một chiều mà thôi. Chính vì vậy mà rất là đáng tiếc có nhiều bạn đã không nhận được cái airdrop của Hobby. Và nhiều bạn cho rằng là tôi không biết check và tôi như thế mà còn scam. Thì đây cũng tôi không trách gì những người bạn như thế, bởi vì họ cũng đã chưa trải qua những cái việc như thế này, thì cái việc mà họ nhầm lẫn là chuyện đương nhiên. Thì các bạn cũng lưu ý là có rất nhiều những dự án họ mua những cái đồng của các dự án khác và họ lấy những cái đồng đấy để họ làm airdrop và bounty cho dự án của mình. Thế cho nên là chúng ta khi đã check thì chúng ta cần phải check hai chiều. Nếu như xảy ra cái trường hợp là ví dụ như là vừa rồi là Huobi mua Tron để làm airdrop cho Huobi, thì đây là những cái cách mà mình check những cái dự án xem là nó có scam, nó có là thật hay là không. Vậy thì tổng kết lại là đầu tiên là khi tìm được một cái dự án thì chúng ta sẽ check ở trên trang web của họ là đầu tiên, tìm vào các trang social của họ, ví dụ như là Twitter, Facebook hay là Telegram, và mình vào đấy mình check, mình hỏi admin ở đó, hoặc là mình có thể lên trên những cái trang CoinMarketCap để mình tìm hiểu thêm cái thông tin của họ ở trên social, trên website. Tiếp theo, nếu như nó nói rằng là nó đã lên sàn thì mình phải đăng nhập, mình phải đăng ký vào cái sàn đó và mình check xem là có đúng là nó nói đến như thế đúng hay không, có đúng là lên sàn hay không. Thì khi các bạn làm được những cái điều này thì các bạn sẽ tránh được những cái việc là chúng ta gặp được những cái dự án scam, và khi chúng ta giới thiệu nhiều dự án scam thì sẽ không còn ai follow chúng ta nữa. Và chính vì thế khi mà các bạn đu bám theo một cái ai đó hoặc một leader nào đó, thì tuy nhiên là họ nói là như vậy nhưng mà mình cẩn thận thì vẫn cứ phải check lại các bạn nhé. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn cái cách check các dự án để xem là nó có scam hay là không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.